Nam ơi, Nam. Chị Hải ơi. Có chuyện gì vậy Thành? Nam ơi, chị Hải ơi, cứu em với. Có chuyện gì mà mày quýnh quán vậy? Bình tĩnh nói tao nghe chuyện gì. Dạ, em sao? Em lái xe đụng chết người ta rồi. Hả? Mày nói cái gì? Mày lái xe, mày đụng chết người ta. Dạ. Trời ơi. Thôi đi ông ơi, ông bình tĩnh lại đi. Dạ, dạ coi. Ông bình tĩnh lại đi. Tại sao cái như vậy hả? Dạ, ông ơi. Anh lái xe đụng chết người ta. Hả? Anh đụng xe chết người ta rồi hả anh? Chị Hai ơi. Chị. Trời ơi. Cứu chồng em đi chị Hai ơi. Chuyện gì xảy ra vậy hả? Bình tĩnh lại đi. Trời nè, ơi. Con chạy xe kiểu gì vậy hả? Con đụng ai hả? Dạ, tránh ra đi. Có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe coi. Tại em. Đụng ai? Em buồn ngủ quá. Em không xử lý kịp. Trời ơi, chạy xe tại sao lại để buồn ngủ chứ? Mà dạ. Nè, có phải cậu uống rượu phải không? Hả? Uống rượu xa xỉ làm sao lái xe được hả? Anh nói cho trời em nghe ơi. Đi. Anh uống rượu phải không? Tại dạ sao coi. Vậy? Tại sao anh uống rượu đụng xe chết mày người vậy? Tránh ra để tôi hỏi nó coi. Tại sao vậy? Mày có biết là mày uống rượu rồi mày gây ra tai nạn chết người? Là tội nặng đó mày biết không? Tại sao vậy hả? Dạ em lỡ rồi. Em không biết sao hết. Bây giờ anh chị làm ơn cứu em đi. Cứu cái gì mà cứu? Cậu đụng chết người rồi cậu biết cứu cái gì? Cậu hại gia đình này rồi cậu hiểu không Thành? Chị Hai ơi, anh ơi, làm ơn tránh ra đi. Anh ơi, tại sao vậy? Ông đi ông, cậu nó lỡ dại rồi ông ơi. Ông thử cách cứu cậu đi ông. Ông đừng để vụ này lớn chuyện mà. Xe chở hàng cũng liên quan tới nhà mình đó ông. Được rồi bà im đi. Bây giờ làm vậy? Dạ. Bà lấy cho nó ít tiền. Dạ. Cho nó trốn đi khỏi nhà này một thời gian. Khi nào yên ổn rồi hãy vác cái mặt trở về đây. Dạ. Còn cái dạ. chuyện công an họ điều tra, tôi sẽ nói với họ là nó sợ quá nó trốn rồi tôi tìm nó chưa ra. Còn cậu á. Dạ. Làm ơn qua cái sim điện thoại đó giùm cho tôi cái đi. Dạ dạ em biết rồi. Bỏ điện thoại đi. Nè. Bỏ lại đi anh. Bây giờ chiếc xe của tôi đâu rồi? Dạ em sợ quá em chạy về đây. Em bỏ ở hiện trường rồi. Ôi trời ơi là trời. Trời ơi, anh ơi. Im hết cho tôi coi. Dạ dạ. Alo. Dạ, à alo. Alo, ông có phải là ông Năm Xe Ben không? Dạ 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 đúng rồi, tôi là Năm Xe Ben, tôi nghe đây. Chúng tôi bên công an giao thông. Xe của công ty ông đụng chết người mà không thấy tài xế đâu hết. Ông khuyên tài xế của ông mau ra đầu thú đi. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ tôi biết rồi. Mà tôi ở nhà tôi đâu có biết cái chuyện gì đâu. Để tôi mà có gặp cái thằng tài xế tôi sẽ khuyên nó ra trình diện với các anh. Rồi để coi làm sao. Có gì tôi sẽ báo cho mấy anh biết liền. Chúng tôi đợi tin ông. Dạ 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 dạ. Dạ chào mấy anh. Công an gọi ông hả? Bây giờ phải làm sao bây giờ ông? Ông mình kiếm cách đi ông. Sao ra cái gì? Bây giờ quan trọng là lấy cho nó ít tiền. Bắt nó dọn đồ. Nó trốn khỏi đây cho tôi. Dạ 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 dạ. Đứng đó chờ công an tới đây còng đầu mày hả? Dạ dạ dạ. Mau vô phòng dẫn đồ đi. Chuẩn bị đồ đạc đi. Dạ dạ. Tôi lên làm lấy tiền nha ông. Dạ. Gửi anh. Được rồi. Cảm ơn anh Năm. Dạ. Thiệt tình á, cái vụ lần này á chắc là phải nhờ tới anh nhiều lắm. Tự nhiên khi không vậy á lại gặp cái chuyện xui xẻo quá. Không biết làm sao hết. Anh cứ yên tâm đi. Dù lần này tôi sẽ cố gắng thu xếp im đẹp. Nhưng mà nói thiệt, thằng em của anh á, nó chạy xe ẩu quá. Đã đụng chết người còn bỏ trốn nữa. Dạ, anh ráng giúp tụi tôi vụ lần này. Dù sao thì nó cũng là em vợ. Bây giờ mà đẩy nó vô tù coi làm sao được anh. Với lại cái chuyện này thì nó cũng đâu có cố ý đâu. Còn chiếc xe này á, tôi cũng phải cố gắng tôi lấy ra để mà còn chạy nữa. Trời ơi, một ngày biết bao nhiêu là chi phí anh. Tôi biết rồi, nhưng mà khó đó. Bởi vì nó liên quan tới mạng người mà. Tôi thì tôi biết như vậy. Nhưng mà anh cố gắng thu xếp làm sao á cho nó êm đẹp. Bởi vì khách hàng mà nghe xe tải đụng chết người thì ai mà dám mướn nữa. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Dạ, mong anh giúp cho. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ anh cũng bên giao thông,
Mấy cái chuyện này đối với anh nó dễ dàng quá mà, anh giúp được. Sau vụ này á, anh em mình còn làm việc với nhau nữa. Dạ mời anh. Xin mời. Dạ.